Xin chào tất cả các anh chị yêu lan trên kênh mình nhé Lâu lắm rồi thì em mới đăng một cái video bán hàng ở trên kênh Bởi vì là mấy chuyến hôm nay thì uh, rất là đông các anh em đã cố gắng lên rừng để đi kiếm một cái dòng lan mà có thể nói là uh, đẹp và quý hiếm nhất trong các loài lan rừng ở Việt Nam Và hiện tại ở Việt Nam thì nó chỉ có mặt ở một số ít khu rừng thuộc hai tỉnh đó là Gia Lai và Con Tum Thì uh, cơ duyên và may mắn của anh em thợ rừng đã mang về uh, và em cũng lên đơn được uh, hơn 20 đơn với giá hầu hết đều là 200k cho một đơn hàng với những cái cây hàng chất lượng và nguyên bản đẹp như này các anh chị này. À, đây là cái dòng lan mà có thể nói là không những đẹp mà độ bền của hoa thì rất là lâu, hoa rất là đẹp luôn. Các anh chị cũng đặt em rất là nhiều vì vậy thì em cũng hy vọng là các anh chị đã đạt đẹp trước thì có thể xem được cái video này để sưu tầm những cây lan hoặc thảo đơn cam cho khu vườn và góc nhỏ đam mê của mình nhá. Bây giờ thì em xin phép đi vào đơn đầu tiên. À, hôm nay thì uh, em lên một lúc nhiều đơn luôn để em đi rừng cho lên là em lướt qua nhanh nhanh các anh chị nhé à, đầu tiên là đơn số 1 này thì uh, giá là 200k. Ở đây thì được hai khúc nguyên bản. À, khúc này thì nó đang có tận hai cái mầm đang lên luôn các anh chị này. Đấy. Hoa thì mới nở thôi, đang căng. Rất là đẹp luôn. Đây, bên này cũng uh, được hai thân hoa một thân nhỏ này. Đây, một thân lớn rất là lù nù luôn các anh chị ạ. Mầm này ba bốn chiếc mầm đang lên này. Đó rất là đẹp luôn Đợt số 1 giá là 200k nhé các anh chị nhé Tiếp theo qua đợt số 2 Đợt số 2 giá cũng là 200k Ở đây thì được uh, Một cái khúc uh, nguyên bản này Cả nhà này đây này Đang nụ và nở Hoa đang nở và có nụ luôn Và tiếp theo là một cái khúc nữa Thì nó gồm có hai bụi đơn cam Cả hai đều đang hoa Mùa này hoa rất là đẹp À em xin lỗi một bụi thì đang hoa và nụ một bụi thì nụ nguyên luôn nguyên một cái cây tròn được cưa về đây nó mọc trên cành ngành ngạnh cả nhà đây nhựa vẫn còn chảy đây đó rất là đẹp luôn và đơn số 2 này giá cũng là 200k cho đơn số 2 này các anh chị nhé ở bên ngoài thì chắc chắn là sẽ đẹp bên trong video rất là nhiều rồi đó đơn số 2 200k và tiếp đến là đơn số 3 Đợt số 3 thì giá cũng là 200k Ở đây thì được hai khúc nguyên bản Đây khúc này thì được những cái chiếc thân rất là nù Nù lắm to nhưng ngón tay ấy Hoa đang nở rất là đẹp luôn Đỏ đậm Và có cả nụ nữa Đây một khúc cành cây to luôn á Đây và một cái mảng thân cây cũng to Hai khúc này cùng mọc trên một loại cây rừng mà em không biết tên là gì Đây Có cả quả nữa này cả nhà này Thân này cũng khá là lớn này đó Cực đẹp luôn Hoa nở rực rỡ Có quả để ươm luôn Và đơn số 3 giá cũng là 200k Các anh chị nhé Đơn số 3 đây ạ Tiếp đến qua đơn số 4 Đơn số 4 thì được hai khúc Thân đều và tương đương nhau Cái khúc này này hôm qua ở rừng này hoa đẹp lắm Cái bông hoa lúc đầu tiên Đầu tiên mà em khi em bước vào rừng ấy Video em có quay nhưng em chưa sửa Em sẽ đăng lên sau khi em đăng tải bài bán hàng này đã Cây này hôm qua đẹp lắm này Đây em chèn cái hình hoa hôm qua em chụp tại rừng cho chị coi Cây này mặt hoa rất là đẹp Và tiếp theo là một khúc nữa Đây hoa cũng rực rỡ luôn Nhìn nó như những cái ngọn lửa của cao nguyên ấy Đang rực rỡ, rực cháy trong mùa hè này Và hai cái khúc này giá là 200 cho đơn số 4. Tiếp tục em sẽ qua đơn số 5. Đơn số 5 giá cũng là 200. Ở đây thì được một cái thân rất là dài này. Chắc phải uh, gần được 20 cm. Cái mầm của nó đã lớn chưa các anh chị này. Đến cuối năm thì có khi đạt được cả uh, 25 30 cm có khi được như vậy luôn. Nó mọc trên một cái cành cây. Đó, một cái cành cây luôn. Hoa đang nở rất là rực rỡ. Mùa đơn cam anh em đi kiếm thì uh, Nó nhàn hơn biết bao nhiêu mùa lá rụng Đợt trước Và tiếp theo là một cái khúc này Một cành cây, nguyên cành cây luôn Hai bụi Hai bụi Bụi này thì nó đã nở trước Nở sớm này Từ đầu mùa rồi Và bây giờ đang tàn Ngoài ra ở trên thì còn Một bụi nữa Với hai mầm tơ này Và một cái thân đang nụ Chuẩn bị sắp tới sẽ nở hoa Đó, về uh, Có thể buộc hai khúc này thành một Treo lên thì nó sẽ rất là đẹp luôn Được số 5 giá là 200k Các anh chị nhá đó đây là đứa số 5 ạ đưa số 6 giá cũng là 200 Ở đây thì được một cây nù này Đó nhìn rất là dễ thương Đang nụ Đây nhìn những chiếc nụ của nó này Nhìn hấp dẫn quá luôn đấy chứ Đó Và ở dưới, ở dưới có một cái khúc uh, gồm có hai thân hoa Trời nhìn này hoa nó đỏ đậm chưa cả nhà này Đẹp chưa? đang nụ, đang hoa luôn nhá các anh chị nhá. Về còn ngắm hoa lâu lắm ấy. Và đưa số 6 giá là 200k. Cho ba thân hoa này, hai khúc ba thân hoa. Rất là đẹp, một khúc mặt hoa quá đỏ. Và tiếp đến em qua được số 7. Được số 7 thì nó được một khúc, hai khúc, ba, bốn, năm khúc. Cây này cũng khá là lớn này, đó năm khúc. Năm khúc này giá là 200k cho đơn số 7. Đó, cái này thích hợp bỏ vào chậu này, về bỏ thêm vỏ thông thôi, không cần phân thuốc gì cả. Chăm càng đơn giản, dòng này nó càng thích. Các anh chị ạ, à, số 7 200k nhá. Tiếp theo em qua được số 8. được số 8 giá cũng 200k, ở đây được 3 khúc. Đầu tiên là em vào khúc nhỏ này. Khúc nhỏ này hoa nó bắt đầu tàn rồi. Chắc vì nó nở sớm và có một cái quả của thân già này. Anh chị nào thích thì có thể đem ra gieo, quả cũng già rồi. À, và tiếp theo là một khúc đang nụ đang nụ nó mọc trên một cành cây mục ở rừng này đó ba nụ và một khúc tiếp theo gồm có hai bụi mới lấy hôm qua luôn đấy cả nhà khúc này hôm qua bỏ trong ba lô em luôn này đó một khúc lớn ở trên này đang nụ khúc dưới cũng đang nụ đó, và với ba khúc như thế này giá của đợt số 8 là 200k 200k cho đơn số 8 cả nhà. Đấy. Tiếp theo qua đơn số 9. Đơn số 9 thì đây cắt luôn một cái cây cái cành cây to. Ở trên thì mọc một cái cây nù một cây đơn cam nù đang nụ và hoa này. Cái này về ngắm hoa cả tháng nữa đấy cả nhà. Nó là ở lâu lắm, có thể nói đây là dòng lan rừng nở hoa mà có thể uh, bền nhất luôn đấy ạ. Màu sắc đẹp nhất và bền nhất. Đây một khúc nù này, và một khúc uh, gồm hai thân hoa Một thân thì uh, đang tàn rồi Một thân thì vẫn còn một chiếc hoa đang nở Mầm thì đang lên này Tím rịm Đó và đơn số 9 Đơn số 9 này Đây là đơn số 9 nhé cả nhà nhé Giá của đơn số 9 là 200 Đó đơn số 9 ạ Tiếp tục em qua đơn số 10 Đơn số 10 giá là 200 đây ở đây thì được một cây nhỏ nụ này đang nụ đang nụ và hoa và một cái mảng vỏ cây rất là lớn cậy rất là lớn cho nên là dễ nó bám nhiều nó khỏe cây lắm à, hoa thì mới nở thôi còn lại nụ rất là nhiều về ngắm thì thỏa thích luôn cả nhà ạ và một cái khúc nữa cũng cây cũng khá to đều nụ hết đôi bốn sáu tám nụ bùng dài thôi rực rỡ luôn Đó như những ngọn lửa trên cao nguyên luôn mầm đang lên rất là đẹp và với ba khúc chất lượng như thế này được số 10 giá là 200k thôi ạ Đó, được số 10 rồi tiếp theo em đi qua đơn số 11 là hai khúc đây nhìn đều đẹp không các anh chị này hai khúc này đang nụ và hoa đang nụ và hoa này rất là đẹp luôn khúc này được hai thân tơ hai mầm đang lên hai mầm con đang lên và được ba quả ba chiếc quả rất là xinh xắn và dễ thương và tiếp theo đó là một cái khúc nữa đây hoa đang nở luôn cả nhà này đó đẹp lắm và với hai khúc ba thân hoa hai khúc ba thân hoa này các anh chị lại đấy đưa số 11 giá là 200 cho đưa số 11 nhé cả nhà nhé em lựa chọn nó đồng đều hết đấy tiếp tục là đơn số 12 200k ở đây cũng được 3 khúc đầu tiên là một cái khúc này gồm một hoa một hoa này và một nụ nhìn hoa cái hoa cong cớn nên nhìn rất là xinh đây khúc tiếp theo hoa đỏ rực rỡ luôn gọi đơn cam mà hoa sao nó đỏ thế ta đỏ lắm luôn cả nhà đây nụ này ba hoa hai à, hoa ba nụ ở dưới đây được một cục khúc to nữa này đang hoa và nụ rất là nhiều đó ba chiếc quả xinh xắn dễ thương và với đơn hàng đều đẹp như thế này đơn số 12 đấy ạ đơn số 12 giá 200k cả nhà nhé tiếp tục em qua đơn số 13 gồm có hai khúc à, khúc đầu tiên này cây khá lớn luôn ạ đang nụ đang hoa à, anh em trẻ được cái vỏ cây bóc được cái vỏ cây rất là dài có lớp, lớp rêu rừng này cả nhà này đó đó hai cây to tương đương nhau luôn chỉ cần hai cây thôi nhưng mà hoa rất là nhiều rực rỡ luôn quá đẹp luôn đấy và với đơn số 13 này, hai cây to như thế, đẹp như vậy. 200k cho đơn số 13 anh chị nhé. Tiếp tục là đơn số 14. Cũng hai khúc. Một khúc hoa và nụ này cả nhà này. Hoa đỏ đậm đẹp chưa? Một cái cành cây. Đó, một cây khá là lớn đấy, dài tầm chục sen bây giờ đơn cam kiếm rất là khó và nhờ cái mùa hoa này cũng như là cái khu vực rừng em là may mắn là có dòng đơn cam cho nên em mới có cơ duyên được mang đến và chia sẻ với mọi người và tiếp theo một cục nữa cái này không chê vào đâu được nụ rất nhiều luôn về chỉ chờ khoảng một tuần nữa nó sẽ nở đấy và một tháng nữa tiếp tục ngắm hoa mầm con thì lên rất là khỏe được số 14 giá 200k cả nhà nhé Em vào đơn số 15 Đơn này thì được một khúc này Với một cành cây to tròn Đó Về có thể buộc vào đây Khoan lỗ và treo lên thôi Ghép tất cả lên đấy các anh chị ạ Đơn này này Một khúc Đây hai khúc Đấy cũng tròn xoe Hoa cũng đang nở này Hoa và nụ Và tiếp tục Cái khúc này nữa Đang hai cái nụ Và đây Những cái khúc nhỏ một trên cành cây nhỏ của nó. Đây, một cây nhỏ đang nụ. Đơn số 15 giá 200k. Tiếp theo em vào đơn số 16. Được một khúc, hai khúc, 3 4. Đấy khúc này thì thôi rồi, hoa và mầm chi chít nhau. Ở mầm thôi thì em thấy được một cái này, hai, 3 4 5 cái mầm hoa thì uh, thân hoa thì 1 2 3 4 5 thân hoa luôn. Một khúc là 5 thân hoa luôn, quá nhiều luôn. Cực đẹp. Ngoài ra còn được mấy thân nhỏ mấy khúc khác đây nữa. Giá của đơn số 16 là 200k thôi cả nhà. Đây ạ Đơn số 16 200k. Và tiếp theo qua đơn số 17, hai khúc đều nhau, đầu tiên một khúc nù ú nù đó đang nụ này đẹp chưa xa xa đây cái ba lô của em này hôm qua đi đường về đó và một khúc đang nụ và hoa đẹp chưa hai khúc này giá là 200k cho đưa số 17 Đưa số 17 200k cả nhà nhá chất lượng luôn á. không kênh nào mà thực tế bằng kênh em cả tự đi lấy và tự chia sẻ luôn đó chứ còn nhiều kênh nhiều shop khác là mua hàng cam hàng lào về bán cho các anh chị còn em là hàng uh, gia lai con tum tự đi lấy ở đây là đơn số 18 giá 200 k ở đây có một cái thanh này, dài treo lên là đẹp ghép thêm mấy khúc này một hai ba khúc này vào nữa đó là được một giò thôi được một giò chất lượng thôi Mầm bây giờ lớn nhanh vươn lên nhanh chưa? Đã vượt thân hoa rồi. Đợt số 18 giá là 200k. Tiếp theo em qua đợt số 19. Cũng là 200. Không hơn không kém. Ở à, đây thì được đôi 4 5 khúc. Đây, đang nụ và đang hoa. Đây cũng vậy này anh chị này. Đây có mấy bông hoa nở sớm này đang bắt đầu hình thành quả nữa này. Dòng này rất dễ đậu quả. Đó. Ong nó thích lắm hay sao ấy, hôm qua em quay video lên kênh ấy, em thấy ong nó hay hay kiểu như hút mật hoa của cái dòng đơn cam này nó vào nó thụ phấn cho hoa. Đây nữa, đây nữa, đẹp chưa? Đó, quá đẹp luôn ấy. Cái này chụp một bức hình này là thôi rồi. Đó, vừa quay em vừa chụp luôn, nhìn nó rất là đẹp. Đơn số 19 giá là 200 Tiếp tục em qua đơn số 20 Đơn số 20 cũng là 200 Đây Một khúc này Nhìn vậy hoa rực rỡ luôn đấy cả nhà Này Quá đẹp luôn Một khúc Và đây cũng một khúc cũng gọi là to này. Đang nụ đang hoa Đó rất là đẹp luôn nó mọc cây này khúc này thì mọc trên một cái cành cây mục và khúc thứ ba thứ tư bốn khúc bốn khúc giá là 200k cho đơn số 20 bốn khúc cho đơn số 20 200k đó và tiếp theo em có đơn số 21 cũng là 400k được 3 khúc đây một khúc đang hoa đang nụ mọc trên cây ngành ngạnh này nhựa cây này anh chị này đó đây là cây thuốc ấy. nhựa cây ấy. Và tiếp theo một khúc đang nụ luôn đẹp chưa ạ đó và một khúc hoa cũng quá là nhiều và cũng có nụ đây này đang hoa đang nở nữa này cả nhà này đơn số 21 3 khúc đẹp ờ, giá là 200k cho đơn số 21 này các anh chị nhá đây này đây ạ Em qua đơn số 22 Nó gồm có 4 khúc Một nù Cây con đã bằng cây mẹ luôn rồi <laughs> Hoa bắt đầu nở này à, Tiếp theo một khúc nữa Một tảng luôn khá lớn Rồi một tảng nữa To hơn cả bàn tay Rồi và một khúc Hoa đang nở rất là đẹp luôn Đó Bốn khúc này Đơn số 22 200k Tiếp theo qua đợt số 23 Chỉ có hai khúc thôi Nhưng mà Khúc nào không thấy to Đùng luôn này. Các anh chị này đó To chưa Đó Quá đẹp luôn đấy Cắt được nguyên bản như này Nhìn rất là chất lượng luôn ở đơn số 23 200k nhé cả nhà nhé Một khúc đang nụ và một khúc đang hoa Tiếp tục em qua đơn số 24 200k Gồm hai khúc Khúc này thì hai thân hoa luôn cả cả nhà này hai thân hoa luôn Đó hai thân hoa Và khúc dưới này Một cây cũng lớn hoa đang rực rỡ quá rực rỡ luôn chỉ cần hai cây chất lượng này thôi một trên cành nhỏ thôi nhưng uh, giá chỉ là 200k cho đơn số 24 này cái dòng này nó sai hoa ghê á đẹp thật ạ tiếp theo qua đơn số 25 giá 300 đây là hai cây to ừ. to này các anh chị này uh, và khúc này thì uh, còn có hai cây dáng thu một dòng lan rất là đẹp này cái dáng thu đó chốt đơn cam có thêm cả dáng thu luôn ạ hai cây hoa rất là đỏ đẹp to thuộc loại to trong dòng đơn cam khi mà lấy ở rừng về đó cỡ này các anh chị này đấy và đơn số 25 giá 300k cho cặp đôi này cả nhà nhá. rất là đẹp luôn đấy ạ Tiếp tục em qua đơn số 26 Đơn cao nhất của ngày hôm nay Giá chỉ là 350 thôi đầy thân rất là nù và to To kinh khủng luôn Một cái cành cây này Đó Hàng nguyên bản Hàng nguyên bản mọi người thích lắm ạ Nhưng mà có thể lấy được nguyên bản này em sẽ cố gắng Và tiếp theo cũng là một khúc nữa Khúc này mọc trên cây mục này To chưa hoa thì miên man Đầy hoa luôn một hoa và một nụ Hàng khủng Của đơn cam Giá của đơn số 26 này là 350k Cả nhà nhá 350k cho đơn số 26 này Và hôm nay thì em có um, 26 đơn Với mức giá rất là bình dân Đối với dòng đơn cam Một loài lan mà không uh, dễ gì kiếm được Và cũng rất là ít nơi bán Thật sự ít nơi bán Đấy Thì uh, như mọi lần thì có khả năng là sẽ có những anh chị chốt vài đơn một lúc ủng hộ em. À, tại vì là nhìn nó đẹp ấy, các anh chị là muốn một giỏ to luôn ấy để à, mà ghép vào, nhìn nó sẽ rực rỡ. Và càng thêm đẹp. Thì à, bây giờ em sẽ đăng tải video clip lên kênh. Các anh chị sưu tầm thì có thể gọi điện thoại cho em qua số điện thoại là 0376523769 hoặc là cái Zalo của em em để dưới góc trái màn hình nhá cái số điện thoại Zalo là 0968 789735 cả nhà nhá thì uh, em xin chúc các anh chị là luôn luôn vui khỏe và sưu tầm được nhiều loài lan đẹp cho góc nhỏ đam mê của mình cả nhà nhá xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của em trên kênh ạ à. em cảm ơn ạ à.